Đây là chú rồng mới của Lâm Thiên Ngân này các bạn. Chú rồng phát quang. Mấy bữa trước là Lâm Thiên Ngân tập chú rồng khác. Bữa nay Lâm Thiên Ngân tập rồng mới này. Nên rất là đẹp luôn các bạn. Bạn gái đi tới cổ vũ. Quá đẹp luôn. Rồng múa trong tối mà phát sáng lên rất là đẹp nha các bạn. Bye.
Thế là vẫn còn chưa thuộc bài cho mấy. Các bạn nhỏ tối nay cũng đến khu vực này đã xem Lân Thiên Ân tập này. Đã đứa học lớp mấy rồi? À lớp 1 lớp 3. Mời làm như thế.
Lân Thiên Ngân đang tập trên vàng mai khôi thung. Lân Thiên Ngân hôm nay mình thấy là có chú lông màu hồng rất là đẹp.